Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thêm cái mạng lưới Avalanche vào ví MetaMask. Ở đây tôi sử dụng trình duyệt web và đã cài đặt cái ví MetaMask rồi. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị cũng thao tác tương tự y như thế này. Rồi, bước thứ nhất là quý vị vào cái địa chỉ chainlist.org. Thì đây là một cái website cập nhật tất cả các mạng lưới blockchain, sẽ rất nhanh và thuận tiện. Đó. Rồi, bây giờ tôi chọn Connect Wallet. Đó, đã kết nối ví với lại cái trang Chainlist. Ở ô tìm kiếm, tôi sẽ đề là AVAX. Đó. Thì ở đây nó sẽ ra cái mạng lưới Avalanche. Quý vị chọn cái Avalanche Mainnet, rồi chọn vào Add to MetaMask. Một cửa sổ bật lên. Đó. Thì đây là cái thông số của cái mạng lưới Avalanche. Quý vị chọn vào phê duyệt, chọn chuyển mạng. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại ví MetaMask. Đó. Thì cái mạng lưới Avalanche đã được thêm vào cái ví MetaMask. Rồi, để thêm các token nó vào đây thì quý vị cần vào một cái địa chỉ. Đây, quý vị vào cái địa chỉ này để lấy cái smart contract mà nó chạy trên cái mạng lưới Avalanche. Ở đây quý vị cũng có thể truy xuất cái lịch sử giao dịch, cái trạng thái giao dịch. Rồi, thì ở ô tìm kiếm, ví dụ tôi sẽ nhập là USDC đi. Đó, USDC đây này. Và tôi sẽ lấy cái smart contract của cái USDC mà nó chạy trên cái mạng lưới Avalanche để thêm nó vào cái ví MetaMask. Rồi, quý vị tìm đến cái phần contract này. Tôi sẽ copy cái contract này. Trở lại ví MetaMask. Chọn vào cái import token. Và dán cái smart contract nó vào cái ô thứ nhất, ô thứ hai và ô thứ ba. Quý vị để nguyên. Chọn vào Add Custom Token. Chọn vào Import Token. Trở lại này. Đó, thì cái token mà nó chạy trên cái mạng lưới Avalanche sẽ được thêm vào cái ví MetaMask của quý vị. Về phần gửi và nhận các token thì quý vị cũng thao tác như thông thường. Trường hợp quý vị muốn gửi AVAX từ các sàn giao dịch thì quý vị phải chọn đúng cái mạng lưới là C chain. Ok chưa? Đó, C chain nhé. Hiện nay một số sàn lớn cũng đã nít cái AVAX mạng lưới C chain.